cho nên là bà chỉ khuyên con thật thà, thật là dạy được, thật thà làm cha làm mẹ. Anh cứ gân này, gân cổ đầu kia thì chả giải quyết gì cả, cứ bình tĩnh kệ, ai ngang ngay ai dọc rồi, nhưng mình không nói được, mình không cần chấp nhận gì cả. Thế thôi, đồng ý không? Đấy. Còn khi nào mà con cần thiết lắm, con chọn câu nói mà nói, tự mình nghĩ trong bộ não thì mình câu đáng nói không? Thế mà nói có mất lòng ai không? Thế mình phải chia sẻ, suy xét như thế để mà mình biết rằng nói cái gì thì mình tập trung, mình tập trung vào nói cho gọn, cho nó gọn, cái văn vẻ nó gọn gàng. Thế thôi, bà chỉ khuyên con hai câu thế thôi. Thế chả vấn đái mất lòng rồi. Thế nhưng bà ngày xưa, mấy chục năm nay rồi con thấy bà chẳng mất lòng ai mà. Ở quê Quỳnh Đô, ai không phải là bà đến tận nhà mà mắng cho một lô. Mai lại chào hỏi, bác đi chơi, bác đi làm. Thế là bởi vì mắng thật trước mặt thì người ta không ngờ mình. Mình nói xong có người khác để xuyên tạc ra thì nó mất lòng, đúng không không? Không thì phải nói thật trước mặt. Thế đâu? Con ăn cơm chưa? Không, tí nữa con ăn. Ăn con cơm thì ăn cơm và cho ăn cơm. Có cơm trong nhà rồi. Ừ, tí nữa rồi nhá. Ê, bà đã ăn rồi. Bà bao giờ phải ăn trước mọi người. Mày bị đói bụng mà. Bà tự nấu cơm. Vo gạo cho nước bằng người nó. Thì cứ thế cắm điện. Chứ có phải sổi nấu gì đâu con. Thế đâu á. Bây giờ bà... 24 tuổi vẫn tự nấu cơm. Có cái gì đâu. Vo gạo. Thế giờ cho nước vừa sắp sắp tay đủ, cắm điện để đấy, thế không? À. Thế đấy, có phải mất công mất xá gì đâu, ghê lắm gì đâu. Có phải nấu cơm được củi điện đâu, củi đâu. Đó, đấy, nó như thế. Thế bà chỉ khuyên con một điều rồi. Cố gắng giữ sức khỏe, mà giữ sức khỏe thì muốn có sức khỏe là gì? Ăn uống điều độ. Đừng có bữa no bữa đó. Nhưng mà đừng ăn mặc ấm, không được mặc lạnh. Con mặc thế này này lạnh. Mà lạnh là sinh nhau co thắt mạch máu, có đúng không? Co thắt mạch máu thì nó là đau đầu, mệt mỏi, không muốn đi làm. Bên con không được mặc lạnh như thế này, bà phải mặc quần đúng không? Phải kín như thế này, kín như thế này, bằng gót chân này, đấy, thấy không? Còn hai bàn chân chưa đi tất, nếu mà đi tất là không hoàn chỉnh. Hay tất làm giữ ấm gan bàn chân, đấy. Thế bà chủ khuyên con là nếu con nghe lời bà, thì con cố gắng mặc quần dài, cho nó ấm, đi tất. Giữ cái gan bằng chân, gan bằng chân là nghề, cái việc là gan bằng chân của con ấy. Thế thế là nó ấm đấy. Học quấn cái khăn vào cổ, không mất tiền mua mà chết là sức khỏe đầy đủ. Chứ đừng phải phơi cái cổ ra thì chân cái đùi con đây này, tím đây này, thấy không? Đấy, đây là ba bấm vào đâu mà tím cái đùi này này. Con bấm huyệt. Đấy, bấm huyệt, bấm huyệt đâu mà lấy mà tím thế đâu. Bấm huyệt này tím này, thì đó phải rồi, bấm mẹ là chỗ khác rồi. Nó vỡ mạch máu rồi. Không thể làm từ là bấm đúng chứ không bao giờ. Không, chắc là bị con bị đấy. Đấy. Bà chủ khuyên con hết sức giữ sức khỏe, đừng để nó mệt mỏi, đừng để nó ôm. Thế thì muốn như thế thì ăn uống điều độ này, tập luyện điều độ này, ngủ nghe điều độ. Ba cái điều độ gặp nhau là chẳng bao giờ ốm cả. Bà còn tập thể dục hàng ngày đúng không? Bây giờ bà tập đến giường ấy, nằm đến giường ấy. Mỗi ngày bà tập bao nhiêu lâu? Lúc nào ngủ dậy thì tập tí, tối tập trước khi đi ngủ khoảng 15 phút vậy đấy. Thế thôi, không cứ phải tập nhiều, tập nhiều nó mệt. Tập vừa tới rồi mình nghỉ ngơi, đúng không? Thế mà chỉ khuyên con thế thôi.